là Tâm. Tôi thì chẳng có điểm gì nữa bật. Nhưng được cái là tôi rất là chăm học. Mỗi ngày tôi không ngừng nỗ lực vì chỉ có con đường học vấn mới có thể giúp tôi và mẹ thoát nghèo. Mặc dù tôi không được sinh ra trong một gia đình khá giả, tuy phải làm việc rất là cực khổ, nhưng đôi khi tôi cũng được dễ thương lắm. Và hôm nay là một ngày rất là đặc biệt với tôi. Ngày tôi bước vào vòng chung kết của cuộc thi giành học bổng toàn phần tại trường cao đẳng quốc tế BTS-FPT. Tôi tin chắc rằng với những nỗ lực của tôi sẽ giành được phần học bổng này và khiến mẹ tôi phải tự hào về tôi. Chính cho em coi cái điểm thi của em đi, em chờ từ bữa giờ luôn á anh Chính. Đang có phim tình cảm khóc trước mướn luôn nè. Anh Chính giúp em một lần thôi, ước mơ của em anh Chính nha. Có lẽ á, tao đi vệ sinh không? Dạ, em cảm ơn anh Chính. Xong rồi mẹ ơi. Ừ. Đây. Con trai của mẹ đừng có buồn nữa. Ăn cơm đi con. Dạ. Để tối ngày mai á, mẹ đi qua mấy cái quán ăn ở gần nhà mình này nè. Mẹ xin làm thêm buổi tối. Ở đó nhiều mẹ, khi... Năm sau con đi học cũng được mà. Mẹ cha bay. Năm sau mà đi học á, tiền đâu ra hả? Thì lỡ biết đâu con trúng vé số rồi sao. Rồi tiền đâu anh mua vé số? Mà lỡ mốt nhà mình mà có trúng vé số á, mẹ muốn làm điều gì đầu tiên? Mẹ hả? Mẹ muốn đi qua Mỹ. Sao mẹ suốt ngày cứ đòi đi qua Mỹ hoài vậy? Nghe người ta nói hả, đi qua Mỹ sướng lắm, mà bên đó còn đẹp nữa. Thôi ăn cơm đi con. Lát nữa ăn cơm xong á, mẹ vô nghỉ ngơi sớm đi, để đồ nó con sẵn giùm mẹ cho. Ừ, cũng được. Nhưng mà con nhớ để ý mấy cái vật sắc nhọn nha. Coi chừng nó đâm vô tay đó. Không biết rồi. Nè mẹ mua nhiều dữ ta. Nhựa không vậy? Hello chủ nhân. Mẹ. Có gì không con? Không có gì đâu mẹ ơi. Xin chủ nhân đừng hoảng sợ, để tôi tự giới thiệu. Ta là thần đèn, nữ thần đèn duy nhất trong thế giới đèn. Và người là một trong những người may mắn nhất trên thế giới vì đã tìm được ta. Chính vì vậy ta sẽ ban cho người những điều ước. Sau khi thực hiện xong những điều ước đó thì ta sẽ biến mất, hay còn gọi là tan biến. Trong thời gian mà ta thực hiện điều ước cho người thì ta sẽ ở bên cạnh người. Và người có quyền bảo ta chui vào lại trong đèn nếu như người cảm thấy quá phiền. Nhưng mà ta chắc chắn là người sẽ không cảm thấy phiền đâu. Mặt người có vẻ là không tin lắm, nếu không tin thì người cứ ước thử đi. Chủ nhân, người đừng im lặng như vậy. À, tao quên. Mẹ! Đã nói rồi, đừng có sợ. Để ta giới thiệu lại cho người rõ nha. Xin tự giới thiệu. Nếu không tin thì người cứ thử đi. Hồi nãy người nói người là gì? Ta là thần đèn. Thần đèn hả?
vậy là ta được ước đúng không? Ta ước rằng... Khoan đã, trước khi ước, người hãy cầm cái đèn đi. Ta ước rằng mẹ ta hết cực khổ. Ok, điều ước số 1, mẹ hết cực khổ. Mẹ. Mẹ đi Mỹ nha con. Ủa, bạn con hả? Có trang đẹp đó. Thôi mẹ đi nha. Mẹ. 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 Ủa, ngươi làm gì vậy? Thì chủ nhân mới ước mẹ hết cực khổ, mẹ đi Mỹ liền rồi đó. Ủa, mẹ ta đi rồi còn ta là sao? Đâu biết đâu, nãy chủ nhân đâu có ước người hết cực khổ đâu. Không được, tao muốn mẹ ta trở về với ta à. Nhanh đi. Ok, điều ước số 2, mẹ trở về. Ê, khoan. Ủa là phải ước hả? Đúng rồi, ai biểu chủ nhân không ước rõ ràng chứ, sao tao biết được. Vậy là bây giờ phải ước rõ ràng đúng không? Đúng vậy. Được rồi, bây giờ ta ước mẹ ta ở đây với ta. Nhà ta thật rộng, có nhiều xe. Mẹ ta đếm tiền mệt luôn. Ok, điều ước thứ 2. Xe quá. Nhớ lấy 5.000 nha con. Dạ mẹ. Con xin 5.000. Dạ em cảm ơn. Rồi đẹp trai ghê. Có gì đó sai. Ê thằng Đen. Ủa sao ổn không? Có cần ta thêm xe không chủ nhân? Thêm cái đầu quà á, bà bị điên hả? Tôi có ước vậy đâu. Nè nha, tôi đã thực hiện theo lời ước của chủ nhân, chính xác từng câu từng chữ. Gì? Chính xác từng câu từng chữ hả? Đọc lại nghe chơi coi. Nhà rộng không? Rộng. Nhiều xe không? Nhiều. Cô ơi đếm tiền mệt không con? Mệt. Đó cái con khỉ á, đưa tôi trở về trong cũ đi. Chủ nhân kỳ cục quá à, cái này là do chủ nhân không ước rõ ràng chứ bộ. Được rồi. Mệt quá à, kêu ta ước rõ ràng rồi cũng làm bạ nữa là sao? Thì bây giờ chủ nhân ước tiếp đi rồi ta thực hiện lại cho. Nè nó nghe nè, tính ra nãy mặc bộ áo dài còn đẹp hơn bộ này nữa nha. Ủa cái đó là áo dài á hả? Ủa chứ mặc mà còn không biết nữa hả? Đâu biết đâu, lấy của mẹ chủ nhân mà. Ước đi chủ nhân. Mệt quá à. Bây giờ tôi chỉ cần ước á là nhận được học bổng của trường BTS FPT thôi. Làm được không? Được chứ. Điều ước thứ 3. Ôi là biến chưa? Biến rồi. Đi học chưa? Cho đi với. Điên hả, đi đâu? Tôi còn đứng đây đồ đâu tôi đi học. Mệt ghê, có vậy làm cũng không được nữa. Thiệt tình luôn á. Alo. Ai vậy? Chào em, cô gọi từ trường cao đẳng quốc tế BTS FPT. Em đậu học bổng của trường rồi đó. Ủa cô, em nhớ là cái học bổng này là của bạn Tùng mà cô. Ừ, bạn Tùng bây giờ đi du học rồi em. Hẹn gặp lại em ngày mai nhé. Ôi, tôi có đang mơ vậy? Ôi, giờ tôi được đi học rồi á. Tất nhiên. Cảm ơn bà nhiều nha. Cuối cùng bà cũng làm được điều có ích trước khi biến mất. Tha mà. Bây giờ là chủ nhân muốn... Chơi. Ôi cái cặp áo mình thích đi mà. Ôi người gì đâu mà chu đáo ghê luôn á. Vừa cho mình đi học mà còn cho thêm đồ nữa. Ôi, phải chuẩn bị đi ngủ thôi. Mai đi học sớm. Chủ nhân ngủ ngon. Ok. Ủa sao bà chưa biến đi nữa? Sao mà biến được? Người còn tới 3 điều ước nữa mà. Ta ước 3 điều rồi, mà giờ còn 3 điều nữa. Giờ tổng cộng tới 6 điều hả? Ừ. Wow. Cái gì vậy? Xuống rồi. Tôi đi học đi theo chi vậy? Đúng rồi, chủ nhân đi học đem theo tôi chi vậy? Mang theo gì? Thì người mang theo cây đèn nè, tao phải đi theo chứ. Bị khùng hả, tôi mới đi học mang theo cây đèn chi? Vậy thôi, giờ quanh về nhà. Ờ, rồi, cho tao theo đi học đi, cho tao biết cái trường học như thế nào. Thì
luôn á. Nhưng mà lên trường học á, không có được kêu chủ nhân với ta nữa đâu. Chứ kêu cái gì? Thôi, vậy mình kêu mày tao đi cho xong phẳng. Ok tao, mày hiểu rồi. Gì vậy, gì vậy, vậy? Ý của tôi á, tôi là tao, bà là mày, mày tao, tao mày, ok? Ok, vậy là chủ nhân là tao, tao là mày, vậy tao là chủ nhân của mày đúng không? Mày bị điên hả? Hey, what's your name? Where are you going to go? Mày là... Dạ, em không có giỏi giao tiếp tiếng Anh lắm á thầy. Thầy muốn hỏi là em tên gì và em muốn đi đâu? Dạ, em tên là Tâm. Thầy chào Tâm. Dạ, em chào thầy. Em đừng lo, khi đã đến với BTS FPT, các em sẽ được ship lớp tiếng Anh theo trình độ. Đội ngũ giáo viên rất là tận tình. Thầy tin chắc em sẽ tiến bộ nhanh thôi. Dạ em cảm ơn thầy. Ủa em muốn đi đâu? Dạ em đi tìm phòng giáo vụ á thầy. Phòng giáo vụ hả? Dạ. Đây sát bên nè. Đi theo thầy, thầy dẫn tôi đi nha. Dạ em cảm ơn thầy. Xa ghê. Tao đi thay đồ mày cũng đi theo tao chi vậy? Thì chủ nhân mày đi thay đồ, ta cũng phải đi theo chứ. Mà đồ đâu ra mày có? Mày quên ta là ai hả? Chỉ cần... Bây giờ từ đây ta sẽ cố gắng ta học chăm. Chăm cái gì? Nè. Ê. Nãy giờ ta chưa biến phép mà sao đứng hình vậy? Ủa mày cũng biết gu của tao nữa hả? Để coi, tóc dài cũng dễ thương. Tóc dài dịu dàng. Cái mục ruồi cũng được. Mục ruồi này là mục ruồi duyên. Nhưng mà hơi đen với lại ăn hơi thô quá. Ủa, tao mày có cùng nhìn chung đối tượng không vậy? Thì đó, con bé ăn bánh mì mới đi vô đó. Tao nói cái bạn ở trong chứ không nói cái bạn ăn bánh mì. Mà thấy bạn đó đẹp không? Coi cũng ước gì mày cũng được đẹp giống vậy hả? Ước hả? Không, ý của tao. Thôi bỏ đi. Hello, chị anh có lâu không? Lâu chứ. Đi trước nha. Đi trước nha. Đi học, tới giờ vô lớp. Ủa sao giờ anh nãy đang vui lắm mà? Ê. Chào mừng tất cả các em đến với trường cao đẳng quốc tế BTS FPT. Thầy xin tự giới thiệu, thầy tên là Nguyễn Hiền Triết và thầy phụ trách bộ môn tiếng Anh dạy cho các em. Trước khi mình bắt đầu tiết học thì có em nào có câu hỏi dành cho thầy không ạ? Mời em. Dạ thầy, là về vấn đề việc làm thầy, là sau khi tụi em tốt nghiệp á thì nhà trường sẽ đảm bảo việc làm như thế nào? Cảm ơn em. Các em yên tâm, khi mà các em tốt nghiệp thì trường của chúng ta sẽ cam kết hỗ trợ việc làm và tỷ lệ có việc làm lên đến 98%. Và các em nào mà mình chưa muốn đi làm ngay á thì mình có thể là đăng ký mình học liên thông lên đại học để mình có bằng cấp cao hơn. Có em nào còn câu hỏi không? Nếu không thầy điểm danh nha. Nguyễn Hà Anh. Ý chết. Phạm Ngọc thầy Anh. Thầy đọc tên mà em có trong danh sách thầy đủ ra khỏi lớp đó con. Đặng Phát Tâm. Dạ có em. Đèn Phát Sáng. Có em. Phạm Ngọc Thảo. Trần Minh Triết. Nguyễn Ngọc Lê Vi. Và thầy đã điểm danh xong, chúng ta bắt đầu tiết học. Thầy ơi, sao không có tên em? Em tên gì? Em tên Lê Sáng. Hình như em đi nhầm lớp rồi đó. Lớp này chỉ có là một bạn tên là Phát Sáng thôi hả? Sao kỳ vậy? Nhà trường kêu em lên lớp này mà. Hình như có việc nhầm lẫn ở đây á, em liên hệ phòng đào tạo check dùm lại cho thầy. Dạ. Đã điểm danh xong, chúng ta bắt đầu tiết học. Làm gì bây giờ mới tới? Lại đi với con Quỳnh chứ gì?
Trời ơi, ai cũng biết là anh với Quỳnh là mọi người đồn thôi. Còn anh á, là anh thương em, hiểu chưa? Em không biết đâu, anh chia tay nó đi. Anh phải là của em thôi. Biết rồi, được chưa cưng? Bắt đầu anh á. Giờ muốn đền gì nè? Em muốn túi sách. Túi sách hả? Ừ. Túi sách anh sợ anh không có tiền mua quá à. Không có tiền là sao? Hay là giờ em thích cái shop nào á, em chỉ anh mua luôn cái shop đó cho em. Thì không? Chứ sao? Vậy thôi bây giờ đi luôn nha. Mua 2-3 cái về luôn nha. Trời, bình thường. Ê mày, ước gì được như ông Quân ha. Ừ, chứ sao nữa. Nói về nhà giàu, về đẹp trai nè. Gái chừng mình một tay nó hết. Ôi trời, ghê hết. Đồ bắt cá hai tay. Nè, ước được đi học cho đã, bây giờ đòi nghỉ học đi bắt cá là sao? Hư đốn. Tao mét mẹ bây giờ. Mày bị điên hả? Ý là tao nói thằng kia kìa, nó vừa quen Quỳnh mà vừa quen thêm nhỏ kia nữa. Ủa rồi liên quan gì mày? Thì tao tức giùm. Vẫn chưa thấy liên quan luôn. Mày kệ tao đi. Tao đi nói với Quỳnh biết mới được. Khoan đã. Nếu bây giờ mày đi nói với Quỳnh. Ủa mà Quỳnh là nhỏ nào? Quỳnh là nhỏ sáng mà tao chỉ mày đó. À, nhỏ ăn bánh mì hả? Không phải, con nhỏ đẹp đẹp đó. À, nhớ rồi. Chính vì con Quỳnh nó đẹp như vậy. Còn mày, mày nhìn mày đi. Bộ dạng gì mà bần mà còn ngu nữa. Mày đi nói chuyện với nó làm sao mà được. Mày nhìn cái thằng kia đi. Nó vừa đẹp trai vừa nhà giàu nữa. Ít ra thì mày phải ngang ngửa nó. Hoặc nữa là mày phải hơn nó. Hoặc nữa... Tao biết tao phải ước gì tiếp theo rồi. Anh có bạn gái chưa? Nếu chưa, làm tình địch. Cái đầu bắt cá hai tay. Trời, con yêu tinh nào vậy trời? Bây giờ tao mới biết được cái cảm giác nhà giàu nó sung sướng cỡ nào. Đúng là kẻ tầm thường. Tao thì tao chỉ muốn được tự do mà thôi. Yên tâm đi. Mốt, tao sẽ ước cho mày được tự do, chịu không? Ê ê, nhà Trương cũng có câu lạc bộ nhảy nữa kìa. Ừ, đúng rồi. Không chỉ có câu lạc bộ nhảy mà còn có câu lạc bộ Vô Vi Nam truyền thông sự kiện và âm nhạc. Hai bạn có muốn... Cảm ơn. Quỳnh. Ok, nãy giờ tao cũng nhiều rồi đó. Hay là mọi người nghỉ với tao xíu nha. À, mọi người ơi, bây giờ tranh thủ giải lao thì có bạn nào góp vui xíu không? Mày biến cho tao nhảy đẹp được không? Thì ước đi biến. Mày giúp đỡ tao đi bạn bè mà. Giúp đi nha, nha. Vô đi. Không ai luôn hả? Tôi. À, đây có bạn mới nha. Bạn góp vui mà ha. Vô tay. Tôi nói cho bạn biết, tôi cũng có một siêu năng lực. Cái gì? Mày cũng có nữa hả? Siêu năng lực mày là cái gì? Siêu năng lực của tôi đó chính là siêu thích bạn. Thank you.
Thằng Đen. Chủ nhân. Mày đâu vậy? Tao kêu mày biến cho tao nhảy đẹp, mày đâu vậy? Ha. Trời, chết rồi, tao quên. Mày đúng vô tích sự mà. Xin lỗi nha, hồi nãy đứng ở ngoài định biến rồi. Mày em đi. Tao muốn ước con Quỳnh trở thành bạn gái của tao. Chủ nhân nên nhớ, người chỉ còn có hai điều ước thôi đó. Trên đời này không phải cái gì cũng có thể giải quyết bằng phép thuật được đâu. Tao là chủ nhân hay mày là chủ nhân? Nhanh. Tuân lệnh chủ nhân. Bạn ơi, bạn có mỏi chân không? Không, đi rửa tay mắc gì mỏi chân? Vì bạn cứ đi loanh quanh trong đầu mình mãi thế. Trời ơi, mẹ ơi. Anh, anh có muốn chơi một cái trò chơi với em không? Trò chơi gì vậy? Chơi trúng tim. Chơi? Bây giờ anh nhắm mắt lại, anh đếm từ 1 tới 10, sau đó anh mở mắt ra. Nếu mà anh kiếm được em thì em sẽ thưởng cho. Linh. 9 10 Em làm gì giận anh hoài vậy? Tôi chịu đựng anh hết nổi rồi. Em nói gì? Em muốn cái gì anh cũng mua cho em. Mà bây giờ em nói em chịu đựng anh hết nổi là sao? Không có nói gì hết trơn á. Chia tay đi. Quỳnh. Quỳnh. Hey, cái Quỳnh đâu đứng đây mình vậy? Mày đi theo tao. Hey, bỏ tôi ra. Mày lại làm cái gì nữa vậy hả? Tao muốn là tao với con Quỳnh quen nhau. Sao bây giờ nó bỏ tao rồi? Đúng là tao chỉ có thể giúp Quỳnh quen với mày. Còn giữ được hay không đó là chuyện của mày, đâu có liên quan tới tao. Sao ngay từ đầu mày không nói cho tao biết? Tao có nói, nhưng mà mày có nghe không? Mày làm cái gì đó? Mày có tin là tao đập bể cái đèn này liền không? Mày đúng là đồ vô dụng mà. Mày chui vô đây liền cho tao. Từ đây tao không có cần mày nữa. Tao có tất cả rồi. Mày có nghe không? Nhanh! Thưa cậu chủ, bà chủ mới mua cho cậu chiếc xe mới. Ba mẹ tôi đâu rồi? Bà chủ đi Hawaii rồi. Bà chủ nói tuần sau cậu chủ qua chơi. Có đi trong đi. Nhà có hai mẹ con cũng đi hoài. Thằng Đen. Ta là thần đèn, nữ thần đèn duy nhất trong thế giới đèn. Và người là một trong những người may mắn nhất trên thế giới vì đã tìm được ta. Ủa, đã rồi, cho ta theo đi học đi, cho ta biết cái trường học như thế nào. Thank you.
phép chơi coi. Làm đi, hay là không biết làm? Làm phép đi. Xin lỗi, trừ khi chủ nhân ước, tôi mới có thể làm được. Nè đại ca, em nghĩ là mình nên ước cho thằng Tâm nó bị gãy chân đi. Sao mày ác quá mày? Hay là bây giờ mình ước cho nó bị xe tung ở bệnh viện mấy tháng đi. Được á. Như vậy ông tốt, là con chó được rồi. Mày mà tào lao quá. Các người, tôi không thể nào làm như vậy với Tâm được. Tâm là bạn của tôi. Đúng rồi, thằng Đèn không bao giờ ước những điều tào lao như tụi bay đâu. Không mấy thằng Đèn làm con chó đi. Nếu thằng Đèn làm giống thì tụi tôi không biết thằng Tâm con chó. Mày sao? Bây giờ tôi ước được. Tao làm. Nhanh giờ lên. Giờ gì nữa, bò xuống đi chứ. Nhanh lên. Có biết làm không? Chó mà không biết sổ à. Go. Tụi mày làm cái quái gì vậy hả? Còn mày nữa, sao lấy đồ của tao? Ê ê bạn, ăn nói gì kỳ vậy bạn? Bạn quăng thì tôi lụm, bạn không xài nữa thì để tôi xài. Sao bạn nói vậy được? Bây giờ tao mới là chủ nhân, đúng không thằng Đèn? Đèn. Xin lỗi, người không còn là chủ nhân của tôi nữa. Mày tới cũng đúng lúc lắm. Tao có một điều ước dành thẳng cho mày nè. Mày. Xin lỗi, thằng Quân này cái gì giữ cũng được, nhưng chỉ có lời hứa là không giữ được thôi. Thằng Đèn nghe lệnh. Tao muốn tất cả những gì thằng Tâm có từ thằng Đèn, tất cả phải biến mất. Nhanh. Tuân lệnh chủ nhân. Làm gì vậy? Ai cho đánh nó? Tao ok không? Có sao không? Xin lỗi nha, mấy thằng bạn nó không có biết. Nó giỡn mạnh quá. Này trả nè, hết vui rồi. Thiệt. Thả cho lời xin lỗi. Nè. Xin lỗi. Lỡ tay. Mà tao nghĩ chắc mày cũng không cần xài nữa đâu ha. Đi tụi bay. Tôi xin lỗi bà. Bà đừng có biến mất mà. Chủ nhân, người vẫn còn một điều ước cuối cùng. Hãy mau ước cho người có lại tất cả đi. Nhanh lên, tôi sẽ biến mất rồi. Không được, bà không được biến mất. Bà phải ở đây với tôi. Nhanh lên chủ nhân. Thần Đàn được tự do. Nhanh. Tuân lệnh. Thần Đàn. Chủ nhân, xin lỗi vì đã không giúp người có lại cuộc sống như xưa. Và hãy làm cho mẹ người hạnh phúc bằng chính năng lực của mình nha. Bạn của tôi. Thank you.
tốt nghiệp rồi. Con trai của mẹ giỏi quá à. Hey, what's your name? Where are you going to go? My name is Tam. I'm coming back to school. À, Tam phải không? Dạ đúng rồi thầy. Trời đất ơi, bữa nay em đi đâu đây? Dạ anh em về em thăm trường. À, lâu quá không gặp. Gia dáng ông chủ nha. Dạ đâu có gì đâu thầy. Chỉ có mới bắt đầu em lập nghiệp thôi. Một phần là cũng nhờ nhà trường mình. Nhà trường mình cũng giúp đỡ em nhiều lắm. Em đừng có nói như vậy. Nhà trường mình á thì lúc nào cũng quan tâm và chăm sóc tận tình đến từng sinh viên của trường. Quan trọng là do chính bản thân em tự cố gắng mà thôi nha. Thầy có một tí việc chút xíu á, giờ nghỉ trưa đó thầy trò mình sẽ cà phê nha. Dạ dạ. Chúc mừng em. Dạ, cố lên nha. Cảm ơn thầy. Dạ lát gặp thầy. Này ngon á. Chủ nhân. Thằng Đen. Là bà á hả? Ừ. Tôi cứ tưởng rằng tôi sẽ không gặp được lại bà luôn á. Không phải là muốn cho tôi được tự do sao? Bây giờ tôi thành người rồi nè. Mà khoan, tôi luôn có một thắc mắc nha. Tôi nhớ là tôi mất hết tất cả các điều ước rồi. Sao lúc đó tôi vẫn còn được đi học vậy? Tại vì đó là sự thật mà. Hello. Các bạn ơi, các bạn vừa xem xong clip tập lẻ của Đậu Phộng TV. Các bạn cảm thấy tình bạn của Tâm với lại thằng Đèn như thế nào nè? Qua cái clip này thì tụi mình muốn nhắn gửi đến các bạn một thông điệp. Đó chính là khi mà chúng ta muốn có được một cái điều gì đó thì tốt nhất chúng ta hãy cố gắng bằng chính năng lực của mình. Đúng rồi, đừng có giống như nhân vật Tâm trong phim này. Cái gì cũng y vào thần đèn hết đúng không? Còn ở ngoài đời chúng ta sẽ không có thần đèn nào giúp như vậy đâu. Và bên cạnh đó thì cũng cảm ơn trường cao đẳng quốc tế BTS FPT cùng đồng hành với Đậu Phộng TV trong cái clip ý nghĩa này nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh Đậu Phộng TV nha. Bye bye.
Đây là một cái chất nhập trắng nhập đen thôi. Đây là sẽ là dự đoán sẽ là trend của 2019 đó các bạn. Hoàng gia xanh cùng với nhìn chất cái này tự nhiên hoàng gia xanh nhìn đẹp ghê. Các bạn thấy mình có quyến rũ không? Bạn con hả? Quá trang đẹp đó. Bye bye con. Bye đi luôn.